Hello các bạn, chào các bạn quay lại với Xem Shop. Mình là Dương. Thì hôm nay là một cái video mình sẽ nói về một cái vấn đề mà rất là nhiều anh em chơi xe, từ xe hai bánh cho tới xe ô tô đều gặp. À, các bạn nè, nhìn trên tay nè. Bạn nhìn trên tay mình là cũng hiểu một phần là vấn đề hôm nay mình nói tới là gì rồi đúng không? Bây giờ là gần 7 giờ tối rồi, thì mình tiếp nhận được một cái trường hợp, đó là khách đẩy xe qua bên mình. Nó là vấn đề là xe nổ, tự nhiên mất điện ngang, nổ máy không được. Thì đó mình mới kiểm tra đúng là nó bị chuột cắn các bạn, bị chuột cắn. Rồi đầu tiên là mình sẽ cho các bạn xem nè. Đây là một cái chụp dắt, chụp cao su chống bụi của xe mà nó nát như thế này nè. Chụp cao su chống bụi xe còn nát thế này thì các bạn nghĩ cái hệ thống điện trên xe như thế nào. Rồi bây giờ đây, mình sẽ cho các bạn xem. Rồi đây nè, các bạn thấy không? Đây là một cái, mình đã tháo dây áo xe hết rồi. Các bạn thấy nè, đây là một cái tổ ấm của một gia đình chuột nọ đã vào đây định cư ha. Đây là tha bọc ni lông về làm tổ nè. Cái xe này nó khai lắm các bạn, đúng khai luôn. Mình lại gần xe mà nghe mùi khai nồng nặc luôn các bạn. Chuột nó đái lên đây mà, chuột nó đái đây mà nó có cái vết. Nó khai kinh khủng luôn các bạn. Mình làm và lấy chai xịt thơm á, mình xịt vô mình mới làm được luôn á, nó khai kinh khủng. Rồi tiếp theo mình sẽ cho bạn coi về cái đường dây điện. Đầu tiên nè, cái chỗ dắt này là dắt đá chống tắt máy. À, đá chống tắt máy thì cái đầu cắm vô là nó nát tinh tươm luôn rồi, mình bỏ luôn rồi. Thứ hai là cái dắt nè, các bạn thấy không, nó cắn không chừa cái gì luôn. Ui dồi ôi. Thứ hai đây nè, nó đang cắn dần tại những cái vị trí này nha các bạn. Đó là thứ hai. Tới cái phần này mới ghê nè các bạn. Đây nhìn đây nè, bạn thấy lúc nhúc cũng nhúc không? Nó dồi á, chuột có tha rồi ăn vô nó tha trong đó các bạn thấy không? Này lần đầu tiên mình thấy luôn các bạn, kinh khủng. Rồi thì cái vấn đề chuột cắn này á, thì nó sẽ có những trường hợp mà thường chuột vào trong đây xây tổ. Cái thứ nhất á, là các bạn để xe nhằn lâu ngày không sử dụng. Cái thứ hai là các bạn hay chùm khăn, chùm mền lại, gọi là chùm mền á. Cái hơi ấm trong, nó sẽ có hơi ấm trong xe thì chuột nó rất thích những cái vị trí đó. Đa, cái thứ ba là cái mà chắc mình nghĩ là lần đầu các bạn nghe luôn, đó là khách này là làm ở tại một quán ăn. Đó, làm một quán ăn thì chuột rất là nhiều. Vì cái đó xong rồi chuột nó lại tha cái thức ăn đó vào trong cái xe này. Đó, nhưng mà khách không biết, tại vì khách đi làm đó đậu xe hàng ngày nên chuột nó tha cái thức ăn đó vào trong đây. Đó dẫn tới cái việc là chuột cắn. Rồi thì cái biện pháp khắc phục nó dễ lắm các bạn. Thì các bạn chỉ cần á, thứ nhất là mua một cái bịch lông não hoặc là cái thuốc viện. Ủa? Cái gì ta? Đá phiến rồi, đúng rồi, lông não là đá phiến. Các bạn bỏ trong cái phần xe hoặc là treo vị trí trên xe thì nó sẽ tạo một cái mùi, thì cái chuột và các con bọ khác nó sẽ rất là ghét cái mùi đó, nó sẽ không chui vào xe các bạn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ khắc phục lại cái tình trạng này và sẽ cho các bạn xem kết quả sau khi làm nha. Thì ban đầu á, mình chỉ nghĩ là cái phần bị phần điện thôi. Nhưng mà khi mà làm xong phần điện rồi, mở khóa lên và test chức năng thì vô tình mình thấy nó xì ở dưới bạn, xì nước ra. Nó là xì xăng, thì ngay kiểm tra lại thì nó đã cắn như xăng các bạn. Nghĩa là vừa mở khóa lên xăng bơm một cái là nó phun như dội phun xương vậy á. Cái phần này nữa là mình đã thay một cái cọng dây xăng mới rồi. Tại phần này không sửa chữa nha, đã liên quan về ống xăng là phải thay. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phần điện mình làm lại ha. Rồi đây là phần điện mình làm ha. Những dây nào bị cắn quá ngắn rồi thì mình sẽ nối ra lại, nối từ trong đây ra lại và bấm dắt lại ha. Những cái dắt nào mà còn mình sẽ bọc lại đó. Những dây nào mà quá ngắn thì hàng từ trong ra, dây ngắn quá sẽ hàng từ trong ra để nó trả lại cái trạng thái zin như ban đầu ha. Phần trên đây do là chuột chỉ cắn cái phần vỏ bọc ngoài, cái phần đồng bên trong không bị ảnh hưởng nên mình chỉ quấn băng keo lại thôi nha các bạn, không cần phải làm lại nhiều hoặc là hàng dây bên đây nhiều ha, chỉ quấn lại rồi xong thôi. Thì chủ yếu là xe này nó bị ba lỗi đó. Thứ nhất á là cái xi nhan, cái xi nhan thứ hai là bơm lửa, thứ ba là cái phần bơm xăng thôi, cái dây ống dẫn xăng thôi, chỉ có ba phần đó.
thì còn lại chức năng mình đã làm lại và kiểm tra test đã ok hết rồi. Tính ra con chuột này nó được cái là đây khu khu ăn uống ở xây nhà tập thể nè, khu là dưới đây là khu tắm rửa, mở khóa lên là bơm xăng phun ra cái giò xương tắm rửa luôn. Quýt chuột, quýt chết chuột. Đó là toàn bộ nội dung video mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn lưu ý nha, những xe mà để lâu ngày không sử dụng và hoặc là chùm mền thì các bạn nên bỏ một cái bịch lông não hoặc là băng phiến vào trong cốp xe để cho cái mùi hương đó, côn trùng và chuột nó sẽ không lại gần xe bạn, và nếu mà có vô á nó nghe mùi nó khó chịu nó cũng đi ra. Đó, các bạn lưu ý phần đó ha. Rồi, đó là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment dưới mình sẽ đáp nha. Bye bye.